Dậy đi ông cháu ơi. Máy tính, quả máy tính rồi ông cháu xong rồi này. Ôi, quả 3080 Ti của em đây á. Đây, ngay đây này, đẹp chưa này. Ôi giời, lại chả xịn quá luôn. Tỉnh quá. Pro theo hợp lý không? Quá xịn quá. Ôi giời, Tobi Xiaomi luôn đấy. Được bạn ơi. Bắt tay. Ôi. Lại được quay lại với cả Linh Đàm rồi. Thì hôm nay mình qua bên showroom Hacom Linh Đàm để gọi là xem là cái cơ sở mới của chúng mình, một trong những cơ sở mới nhất của chúng mình, hoạt động có tốt không, làm việc có tốt không và tình trạng hàng hóa thế nào để anh em có thể qua mua. Bây giờ mình cùng mình đi. Có ai nhắn tin mình nhé, đợi tí. Ô, anh khách hôm trước vừa nhắn tin cho mình. À đây, anh ấy vừa mail cho mình, đó chính là bà anh ấy bảo là Hoàng ấy build cho anh bộ PC. Hôm trước thì anh cũng có đang phân vân về tầm giá, xem anh ấy định giá bao nhiêu nào. 80 triệu anh em ạ. À, bây giờ là anh ấy đang muốn gọi là build một bộ PC gọi là mắc cho gaming tầm giá 80 triệu. Ây da, bây giờ thì có vẻ đơn giản đấy. Cùng mình ra đằng sau chọn đồ và build cho anh bộ PC nhá. Anh thì cũng đã thanh toán rồi, khá là nhanh chóng, bây giờ mình đi thôi. Ây da. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu từ cạc trước đi. Tại sao lại là cạc? Thì anh em phải hiểu đấy, nếu mà bộ PC mắc cho gaming đúng không? Thì chiếc cạc sẽ là một cái thứ được gọi là phải ưu tiên đầu tiên. Bình thường mình sẽ build gọi là cân đối nửa tiền cạc và nửa tiền của CPU, và những thứ còn lại, nửa tiền là cạc còn nửa tiền là những thứ còn lại. Nhưng mà vì anh ấy muốn max gaming và những CPU của Intel thì trong điểm hiện tại quá là tốt rồi, thế nên là bây giờ mình sẽ chọn chiếc cạc này. Mình sẽ không chọn đây là 3050, mình sẽ cũng không chọn là 3070Ti mà mình chọn là chiếc Asus TUF Gaming 3090 như này. Và chiếc cạc thì đang là 48.999.000. Bây giờ thì mình cộng tính tổng nhá, để không quá mức tiền 80 của anh ấy. Rồi, 48.999. Ok. Rồi, cạc xong thì CPU thôi nhỉ. Như anh em biết đấy, thì trong thời điểm hiện tại đúng không, những con CPU của Intel cực kỳ là tốt. Và mình sẽ chọn cho anh ý một con CPU gọi là không phải là top đầu, nhưng mà cũng là top 2 và có thể cân được chiếc 3090. Và mình để ở đây. Đó chính là chiếc CPU i7 12700K. Ok, 12700K, chúng mình đang trưng bày hẳn 2 con đây. Đấy, i7 12700K. Thì chiếc CPU này hiện tại đang có mức giá là 10.899.000, khá là tốt so với thời điểm mà nó ra mắt. Vậy thì bây giờ mình sẽ cộng thêm vào đúng không? Cộng thêm 10.899. Vậy bây giờ đã 60 triệu rồi, gần 60 triệu rồi. Bây giờ tiếp tục là main đi. À, main thì ngay đằng sau đây luôn. Thì tại vì là ấy, hiện tại mình đang có một chiếc cạc màn hình TUF Gaming rồi, thế nên là mình chọn luôn cho anh ý ngay một chiếc main Asus TUF Gaming để cho nó đồng bộ anh em nhé. Đây. Rồi, thì chiếc main tuyển chúng ta ở đây vì là chúng ta sử dụng chiếc CPU i7 12700K, thế nên là chiếc CPU, chiếc main board Z690 TUF Gaming Wi-Fi D4 là một lựa chọn cực kỳ là phù hợp với giá tiền và với những cái đồ sản phẩm của anh ý. Chiếc main này thì sẽ có mức giá là 7.199.000, một mức giá khá là phù hợp với một chiếc main Z690 với một bộ VRM cực kỳ là xịn sò như thế này. Bây giờ thì hãy tiếp tục nhé. Sau khi mà mua main rồi ấy, thì số tiền tổng cộng vào là bây giờ đã là 67 triệu hơn một tí rồi, 67 triệu tròn đây. Thì bây giờ mình sẽ chọn đó chính là RAM và ổ cứng nhá. Về RAM thì mình sẽ chơi đó chính là kit RAM DDR4 của Kingston Fury với bus là 3600 và số lượng là đây là bao nhiêu nhỉ? 32GB. À, kit RAM thì cũng hơn 4 triệu một tí đấy. Và ổ cứng thì hôm trước mình cũng đã nói chuyện với anh ấy rồi. Anh ấy cũng đang không có yêu cầu quá là cao về ổ cứng và anh cũng đã từng trải nghiệm với một số các loại ổ cứng khác nhau rồi và anh cảm thấy rằng là cái sự khác biệt giữa NVMe 3.0 và 4.0 cũng không quá là nhiều. Thế nên là anh ấy cũng đang muốn chọn một cái ổ cứng vừa phải thôi. Đó chính là chiếc Samsung SSD 980 này. Đây là ổ cứng NVMe 3.0 nhưng mà tốc độ và độ gọi là tín của nó vẫn là rất là tốt và nó có là 500GB anh em nhá. Ổ cứng là 1999 này. Để có 2 triệu cho cái ổ cứng này thôi. Ổ cứng Samsung và cái RAM là bao nhiêu nhỉ? 4699. À, rồi. Bây giờ số tiền đã lên tới là 73 triệu rồi. Tức là chúng ta sẽ còn khoảng tầm 8 triệu hơn một tí nữa dành cho đó chính là tản nhiệt AIO này, vỏ cây này và nguồn nữa. Thì bây giờ cùng mình ra chọn nhá. Ok, về tản nhiệt thì mình sẽ lựa chọn đó chính là chiếc một trong những top hàng đầu những chiếc tản nhiệt AIO bây giờ ấy thì sẽ có là IK và Lian Li. Nhưng mà mình sẽ chọn đó chính là chiếc Galahad AIO 360 này anh em nhá. Qua nha. Đây là chiếc tản nhiệt 360 mình đánh giá là tốt nhất bây giờ. Tuy là nó không có cái quạt unifan như của những chiếc phiên bản cao cấp hơn, nhưng mà đây cũng là một phiên bản rất là tốt với cái hiệu năng tản nhiệt của cái bơm này và cái rad này thì sẽ đảm bảo rằng là mát không chỉ i7 mà còn cả i9 nữa anh em nhé. Còn về nguồn thì sao nhỉ? Nguồn thì do là mình đang sử dụng đây là 3090 và mình cũng đang ở ngay đây đó chính là cái hộp của Cooler Master. Mình sẽ có đó chính là chiếc nguồn Cooler Master V1000. Đây, trên cùng Cooler Master V1000 thì chiếc nguồn này sẽ có tổng cộng là 1000W đó, và sẽ đạt chuẩn là 80+ vàng. Ui chà chà, thế là gì có thể cân được nhá, không chỉ với 3090 này mà còn 3090 Ti cộng với cả i9-12900KS nữa. Và cái bộ nguồn này tại sao mình lại chọn quá là nhiều cái này? Tại vì chiếc máy của anh ấy sẽ rơi vào khoảng tầm 500 tới 600W sử dụng, và cái nguồn này thì hoạt động tốt nhất trong tầm khoảng tầm 500-600W đấy, và khiến cho cái tuổi thọ nó lâu dài hơn này, quạt nó sẽ ít hơn này, yếu hơn này, và nó sẽ khiến cho cái nguồn mát hơn và tiếng của nó nhẹ nhàng rất là nhiều. Đó. Và chắc là cũng chọn cho anh thêm cái quạt RGB nhỉ? Đây, quạt Rumbo LF120. Đấy, đẹp vô cùng. Đi ra chọn một cây nhỉ. Tại vì là bộ máy này thì tổng cộng đến bây giờ là đã 81.772.000 rồi, 52.000 rồi. Và mình đang muốn chọn nó chính là chiếc Corsair 4000D này, và giá của nó là 199, thì tổng cộng lên là 83.751. Nhưng mà anh em ơi, tại sao mình lại chọn như thế? Tại vì với những bộ máy trên 80 triệu cho mình ấy sẽ được giảm trực tiếp khoảng tầm 3,5 triệu tiền mặt luôn. Nên là bộ máy này chỉ còn có tính là khoảng tầm 80.200.000 thôi. Vừa đúng với cả tầm tiền của anh khách của chúng ta. Thì bây giờ mình hãy bê vào cây này ra ngoài kia, gọi là bấm đồ thanh toán và lắp máy thôi nha. Ok, đầu tiên là chiếc main TUF Gaming Z690. Thì đây là một chiếc main mình có thể nói là dành cho những người nào mà không có nhiều tiền nhưng mà vẫn muốn chơi sang. Tại vì trong tầm giá 7 triệu của nó thì nó có rất là nhiều thứ linh tinh khác nhau và cực kỳ là xịn sò. Đầu tiên thì có thể kể tới đó chính là những cục râu wifi này đây. Đấy, nó sử dụng wifi 6E và có cả bluetooth nữa. 6E đúng nhỉ? Không, wifi 6 thường rồi. Wifi 6 thường và bluetooth. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ có đó chính là 4GB RAM DDR4. Tức là cũng không cần phải mua DDR5 mà vẫn có thể chi tiền cho những thanh RAM cực kỳ là mới và cực kỳ là xịn sò. Tiếp theo nữa là socket 1700 đây không có chuyện gì cả, nhưng mà cái quan tâm này, đây là hai cái lỗ cắm cho tản nhiệt này. Đấy, hai lỗ cắm cho tản nhiệt 1200 và cả 1700 này. Và cuối cùng thì đó chính là bộ VRM cực kỳ là khủng bố, với những cái tản nhiệt VRM cũng rất là xịn sò. Đây đều là nhôm nhiếc các thứ kiểu hết, đều là kim loại để giúp cho cái khối tản nhiệt 14+1 phase 80A này có thể làm giúp cho để có thể khiến cho cái CPU i7 hoặc i9 chúng ta có thể chạy ở max boost nha. Nói chung là con main này thì mình cũng thấy khá là tốt, đầy đủ tất cả cổng PCIe, NVMe thì đều là 4.0 hết, cho nên là dùng rất là thoải mái, rất đặc biệt là cho con CPU i7 12700K này. Đây là i7 12700K, mình sẽ unbox nó nhá. Chiếc CPU i7 12700K chúng ta sẽ có là 8x P và 4x E, tức là 12x20 luồng. Thì cái số lượng nhân và số lượng luồng như thế sẽ giúp cho cái hiệu năng chơi game cực kỳ là tốt này, hiệu năng đơn nhân cũng cực kỳ là tuyệt vời này, và có thể gọi là một trong những CPU best option trong thời điểm hiện tại, đặc biệt với mức giá của nó bây giờ chỉ có hơn 10 triệu một tí thôi. Bây giờ mình sẽ gắn vào trong chiếc main này nhá. Đấy, cho vào thì cũng khá là dễ dàng. Thì trong thời điểm hiện tại là CPU của Intel vẫn đang sử dụng LGA, và sắp tới thì những cái gọi là những cái con CPU của AMD cũng sẽ như vậy, cũng sẽ được tăng lên, đổi sang như này, cũng sẽ để được vị trí như này, cũng sẽ dùng chân như của Intel. Thì điều này sẽ giúp cho những ai mà sợ việc lắp CPU AMD hoặc là tháo tản AMD nó sẽ khá là ok hơn. Về RAM thì đây là Kids Freebits 32GB, cache là CL18 và có tốc độ là 3600. Thì tại vì chiếc mainboard này sử dụng DDR4 cho nên là một lựa chọn cực kỳ là hợp lý và vừa phải với mức giá tiền và mức hiệu năng mà nó đem lại. Thực sự thì chiếc RAM này cũng có đèn RGB các thứ kiểu chứ không phải là không RGB đâu nha. Về ổ cứng thì đây là một chiếc ổ cứng 980 và 980 thường thôi. Đấy, như mình đã nói thì nó sẽ là NVMe 3.0 X4 và nó sẽ vẫn đem lại đủ tốc độ cho anh em sử dụng bình thường. Bản thân mình cũng cảm thấy rằng là PCIe 3.0 và NVMe 3.0 với cả 4.0 chỉ khác về tốc độ thôi, còn về cái độ trễ của nó thì cũng không hề chênh lệch quá là nhiều, nhiều lắm là chỉ 1 giây, còn ít chỉ 0,1-0,5 thôi. Ok, ổ cứng SSD đã được gắn xong. Bây giờ thì anh em sẽ nghĩ là mình sẽ gắn vào cây nhỉ? Nhưng mà không nhá, tại vì bây giờ chúng ta sẽ phải gắn một cái gông đằng sau này của chiếc tản nhiệt Lian Li vào, chứ không mình tí nữa gắn vào cũng mệt đấy. Trước khi mình gắn vào bất kỳ đâu thì mình sẽ đó chính là tháo hết tất cả các loại tem mác rồi đã. Tại vì những cái này ấy, gắn vào cây đã có như là vứt đi rồi đấy. Mình không thể cởi ra được đâu trừ khi mà mình gỡ cái mỏ cây ra. Đấy, cũng có 2 cái thôi, khá là đơn giản. Hôm trước thì mình có lắp đó chính là quạt unifan, mấy quạt thì lắp dễ hơn rất là nhiều và nó chỉ cần đúng một giây thì kết nối với fan thôi. Nhưng mà cái này thì là bản thường cho nên là có đầy đủ 3 fan hết và 3 fan thì đều có dây, nên là mình hơi buồn một tí. Chiếc quạt này thì cái chiếc này thì có hỗ trợ 1700, bây giờ mình sẽ gắn 1700 vào nhá. Backplate 1700 vào thì nó cũng khá là đơn giản. Vì đây họ khá là tuyệt vời, họ có băng dính 3M ở đây để mình giúp mình có thể dán vào trực tiếp đằng sau cái backplate, đằng sau cái min, và mình không cần phải đỡ điếc gì cả khi mà gắn ốc. Tiếp theo công đoạn nó sẽ là lắp cái min này vào vỏ cây, thì mình cứ gọi là setup cái rát này ra trước. Đây là vỏ cây 4000D, 4000D của chúng ta, 4000D này thì là một phiên bản Airflow, anh có thể thấy đây, đằng trước nó toàn mesh, thế nên là nó sẽ mát hơn rất là nhiều, Úi dồi ôi, ốc tay này là cũng khá là tiện. Thì ở trong chiếc vỏ cây này sẽ được tặng đó chính là 2 chiếc quạt không RGB. Đấy, không RGB thì mình, tại vì là đầu tiên là mình đang có một chiếc quạt RGB ở đây của Jumbo, tiếp theo nữa là cái rát này cũng là 3 quạt RGB, thế nên là mình sẽ gọi là cơ cấu lại 2 cái quạt này lên phía trên, tại vì phía trên thì anh em cũng ít khi nhìn thấy led đấy, và mình sẽ để quạt led đằng trước này và quạt led đằng hông, cực kỳ đẹp đẽ luôn. Ô, đợi tí, có cuộc gọi. Alo, alo anh ạ. À dạ vâng, em đang lắp máy của anh ở đây. Bộ nữa ạ? Ủa, bộ nữa. Nhưng mà em đang lắp, rồi không là ok, để em cố gắng, em sẽ xử lý xong trong sáng nay nhá. Rồi, ok. Ui anh em ơi, anh khách vừa gọi đến anh em ạ, và anh ấy vừa chốt thêm một bộ nữa 90 triệu. Ui trời ơi, cả màn, cả gear, cả tai nghe các thứ kiểu. Thì bây giờ thì mình vẫn cứ tiếp tục lắp bộ này thôi. Thì nữa sẽ có một, mình sẽ gọi anh kỹ thuật ra để gọi là lắp của mình bộ máy tiếp theo nhá. Ui rồi, chứ không mà lắp 2 bộ máy cùng một lúc trong vòng 1 tiếng thì khó lắm. Rồi thì cái bộ máy thứ 2 của anh khách đã ra đây rồi, anh ấy chốt nhanh thật đấy. Thì trong cái bộ máy này sẽ đắt hơn một tí, nó sẽ có i9-12900K này, có nguồn FSP 1000 này, vẫn là chiếc mainboard khá là hợp lý, chiếc Z690 TUF Plus Wi-Fi D4 này. Ngoài ra vẫn còn cái tản nhiệt Lian Li ở đấy này, và thêm cái kit RAM đây. Thực ra là đây là sử dụng RAM Trident Z Neo, và ổ cứng vẫn 980, nhưng mà đây là phiên bản 1T để anh có thể chứa thêm nhiều dữ liệu hơn. Vỏ cây thì ra sử dụng đó chính là chiếc vỏ cây TUF Gaming GT 501 VG. Đây là vỏ cây của TUF, và chiếc màn hình đây. Đấy, chiếc màn hình của LG UltraGear. Thì cái bộ máy này mình mới nhận được thông tin là bộ máy này đây mới là bộ máy anh ấy thực sự dành để cho chơi game. Còn cái bộ máy này ấy, thì là sử dụng đa số là để render thôi. Có vẻ như 3090 thì có nhiều VRAM hơn. Cái việc render những cái app, những cái ứng dụng anh ấy có thể là Blender hoặc là sử dụng Premiere của anh ấy sẽ nhanh chóng hơn ở trên bộ máy này. Bây giờ thì bộ máy này thì thôi coi như cho anh kỹ thuật lắp, còn mình sẽ hoàn thiện nốt cái bộ máy này nhá. Rồi, lại tiếp tục cái công chuyện là tháo fan. Lúc nãy mình đang nói dở ở vụ tháo fan, vì mình sẽ để nó hết lên trên này. Rồi, ok, đã xong cái vụ 2 quả này ra thì nên mình sẽ để lên trên để làm gọi là hút ra ngoài. Đấy. Còn tất cả những đường này là incheck, tức là hút vào trong. Tôi viết bé đây anh ơi, đây này, tôi viết nó gỡ đây. Đấy, rồi, bây giờ thì mình triển khai lắp main thôi nhỉ. Mình đã gắn xong main rồi này, còn anh kỹ thuật bên chúng mình chuẩn bị gọi là gắp hết tất cả mọi thứ vào trong cái vỏ cây TUF của anh ý. Còn mình bây giờ mình sẽ là công đoạn đi dây. Đi dây con vỏ cây này cũng khá là đơn giản thôi, các khối khiết các thứ kiểu của nó đã đầy đủ rồi và mình có thể rất là dễ dàng mở ra. Ủa, anh cũng bảo tu là xí đấy. Bây giờ mình đang gọi là chút bao cái con tản nhiệt Lian Li này, mình sẽ gắn fan. Thì anh khách đấy, theo như lời của anh khách thì anh khách muốn là lắp như này và ra đằng trước 3 cái quạt fan sẽ để ở phía này. Thế là mình sẽ lắp đúng theo yêu cầu luôn. Đấy, cái quả tản nhiệt này sẽ có thể, cái vỏ cây này có thể gỡ cái khối này ra để giúp cho anh em có thể gắn cái rát 360 vào trong này. Sau khi mà mình đang gắn được 2 cái ốc thì mình mới nhận ra câu chuyện là bây giờ mà mình gắn như thế thì mình cũng không thể nào gắn rát được vào, tại vì rát là sẽ gắn đằng trước, thế nên là mình bắt buộc là phải để như này xong rồi gắn xuyên ốc qua cái đầu rát này cơ. Đấy, thế nên bây giờ mình sẽ nhờ hỗ trợ của anh đạo diễn để có thể lắp được cái quả này vào. Anh Kiên hỗ trợ đây. Đấy. Thì mình xin lỗi vì cái sự gọi là vẻ ngoài anh đạo diễn của chúng mình nhá, anh ấy vừa đi đánh nhau xong. Cái này đang khó vừa vào đây. Ok rồi. Trong lúc mà mình chật vật lắp con rác này thì vì là như mình đã nói đấy, thì nó sẽ bị chật đằng trước này. Thế nên là mình đã lắp nó xong rồi, nhưng mà anh kỹ thuật viên chúng mình thì đã gọi là xong hết cả nguồn này, và bây giờ anh đã lắp thêm rồi. Mình cũng phải nhanh chóng theo thôi. Keo tận như cắt tứ kiểu à. Rồi, anh có thể thấy đây cái logo Lian Li đang bị dọc đúng không? Nhưng mà Lian Li có thể xoáy thoải mái, xoáy theo bất kỳ chiều nào mà anh muốn. Nhưng mà có một cái nữa là cái Lian Li này nó, theo như mình nhớ là nó còn có cả một cái nắp che nữa cơ. Nếu mà anh em không muốn xem logo Lian Li, cái loại no name như kiểu này ấy, mặc dù nhìn trông nó tuy là no name nhưng mà nhìn trông nó rất là đẹp. Đấy. Khi lúc đấy che mất logo đi phát là anh em thấy bộ PC mình lại hoành tráng hơn nhiều so với cả cái chữ Lian Li như này. Thì đã được DJ đầy đủ rồi. Anh kỹ thuật của chúng mình thì lại lắp hết xong cả máy rồi, lắp cả cam hình rồi. Bây giờ thì mình mới đến công đoạn cuối cùng là công đoạn cam hình. Mình unbox ra và mình chơi nhá. Bộ của mình thì là 3090. Có vẻ như là anh khách chúng mình là lựa chọn 3090 vì là nó dành để render 3D nhiều hơn. Cái lượng VRAM của nó lớn rất là nhiều. Và còn bên kia thì là dùng 3080 Ti. Thì mục đích kiểu cái sự chênh lệch giữa hai con ấy nó không quá là nhiều khi mà nói về chơi game đâu. Nhưng mà để về render ấy thì con này hơn rất nhiều, tại vì lượng VRAM của nó rất lớn. Rồi, bộ máy của mình đã lắp xong hết tất cả các thứ kiểu. 3090 đã yên vị và trong chiếc vỏ cây này. Bây giờ thì mình sẽ làm những hoàn thiện cuối cùng, cắt những cái dây thít mà mình vừa gắn. Tiếp theo nữa là gắn cái vỏ vào và cùng ship tới anh khách nhé. Ok, bây giờ thì mình đang có mặt tại đó chính là Experter University. Và chúng ta đã có hai khách đi rồi. Bây giờ thì mình vào trong anh ạ. À không, mình đang ở ngoài trọ ạ. Vâng, em ở ngoài trọ rồi anh ạ. Đang thuê ở ngoài á? Vâng. Ôi, mưa này thuê ở ngoài à? Vâng. Ôi, không được vào và anh em buồn quá, thôi lại đóng gói lại đi về vậy. Ok, thì sau một vài phút lầm lỡ và mình đã đi ra nhầm trường FPT. Bây giờ thì mình đã về đúng địa chỉ rồi. Bây giờ mình với cả anh kỹ thuật sẽ cùng nhau gọi là bê đồ vào trong nhà và setup góc cho bạn ấy nhá. Nhiều đồ phết chứ không phải đùa đâu. Ok, bây giờ bạn muốn máy tính như nào nhỉ? Bây giờ ấy, các anh cứ build máy tính thật đẹp cho em. Ok, đi ngủ đây, nhìn tí xong rồi. Ok anh. Dậy đi ông cháu ơi! Máy tính, quả máy tính rồi ông cháu xong rồi này. Ôi, quả 3080 Ti của em đây á. Đây, ngay đây này, đây chưa này. Ôi giời, lại chả xịn quá luôn. Đỉnh quá. Bật hồ thấy hợp lý không? Quá xịn quá. Ôi giời, Tobi Xiaomi luôn đấy. Được bạn ơi. Bắt tay. Rồi, ok, sau một giấc ngủ nồng của bạn thì bạn cảm thấy cái bộ máy mà mình đã setup đây nó như nào nhỉ? Nói thật là mình thấy mình chưa bao giờ thấy cái máy nào mà nó đẹp như này thật. Ok. Vâng, thì thế thì bạn cảm thấy thế nào cái trải nghiệm về kiểu mua hàng và build máy bên Hacom thì thế nào? Mua máy bên Hacom mình thấy nó rất là nhanh chóng. Mình chỉ cần nhắn tin rồi mình cũng có hỏi thăm bạn mình, thì bạn ấy cũng từng build máy ở bên này rồi ấy. Thì bạn ấy tư vấn rất là nhanh và mình chốt luôn. Còn thế bạn đâu rồi? Thằng đấy đây. Đấy. Nhanh. Ok, thì đây anh có thể thấy đây là cái bạn mà hôm trước đã build với mình bộ máy 160 triệu nhỉ, đi nước phun phết các kiểu, và bạn ấy để trên cái bàn ăn đấy. Thế tức là vậy là qua sự giới thiệu này mà bạn thì mua bên Hacom đó. Rồi, thế thì bây giờ là bạn cũng đã được sử dụng qua cái bộ máy này rồi thì bạn cảm thấy cái trải nghiệm sử dụng bộ máy này như nào nhỉ? Trước tiên mình thấy máy rất là đẹp. Màn hình thì thôi Màu quá chuẩn này. Màn hình LG rồi trời rất là mượt. 3080 Ti, i9 12900K. Nghe mà đắng lòng người nào được nữa. Rồi, ok thì mình thực sự là cảm ơn bạn và bạn của bạn đã gọi là qua bên Hacom chúng mình để mua bộ máy này. Và rất là cảm ơn anh đã xem video này và hẹn gặp anh em tại video sau nha.